Covid chưa qua, đậu mùa khỉ đã đến. Bệnh đậu mùa khỉ đang khiến hơn 16.000 người mắc, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Tương tự như bệnh đậu mùa, các triệu chứng thường thấy là đau đầu, sốt, đau cơ, đau lưng, sơn hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban trên cơ thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện ở trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực và bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Thời gian ủ bệnh là từ 5 cho đến 21 ngày. Đậu mùa khỉ ở người lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn lớn ở đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền có thể xảy ra qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau sinh. Việt Nam chưa ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh này xâm nhập vào nước ta là rất lớn do các ca bệnh hiện tại đã xuất hiện ở nhiều quốc gia. Sự giao lưu đi lại thuận tiện có xu hướng gia tăng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Chúng ta không nên chủ quan với đậu mùa khỉ.